Lê Quốc Nam thông báo tình hình hiện tại của diễn viên hài Bắc Hải sau 2 lần hôn mê. Nghệ sĩ Bắc Hải được biết đến là một trong những danh hài của showbiz Việt. Những năm gần đây, sân khấu xuống dốc, nam nghệ sĩ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để ở nhà giúp vợ buôn bán. Tối ngày 25 tháng 2, trên Facebook cá nhân, nghệ sĩ Lê Quốc Nam chia sẻ tình hình sức khỏe của Bắc Hải đang diễn biến rất xấu, thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Theo kết quả từ bác sĩ, nam danh hài được chẩn đoán bị tắc ống mật gan, tình hình đang rất xấu, rơi vào hôn mê nên sức khỏe yếu dần. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh mong muốn kêu gọi đồng nghiệp, người hâm mộ hỗ trợ nam nghệ sĩ. Thời điểm này dịch nên ai ai cũng khó khăn, nhưng Lê Quốc Nam xin kính gửi và thông báo đến tất cả các anh chị em nghệ sĩ và các mạnh thường quân gần xa. Hiện tại, nghệ sĩ hài Bắc Hải đang hôn mê và cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân, bị tắc ống mật gan, tình trạng rất xấu. Đang chờ tỉnh lại sẽ mổ, sức khỏe rất kém 50/50, hoàn cảnh đang rất khó khăn nên kính mong tất cả mọi người ủng hộ đến gia đình Bắc Hải, của ít lòng miều để góp sức phụ gia đình cứu chữa cho Bắc Hải qua cơn khó khăn và nguy kịch này, nghệ sĩ Lê Quốc Nam nói. Qua chia sẻ của Lê Quốc Nam, rất nhiều bạn bè và người hâm mộ đã nhanh chóng để lại lời động viên cũng như giúp đỡ, với hy vọng nam nghệ sĩ Bắc Hải sẽ nhanh chóng bình phục để trở lại phục vụ nghệ thuật cho khán giả. Sau 2 lần hôn mê, mới đây, Lê Quốc Nam tiếp tục thông báo tình hình sức khỏe hiện tại của đồng nghiệp trên trang cá nhân. Theo đó, nam diễn viên vừa tỉnh lại và bác sĩ đang tiếp tục hút dịch rồi tiến hành thông ống mật cho anh. Bắc Hải đã tỉnh lại sau khi rơi vào hôn mê lần 2. Bác sĩ sẽ tiếp tục hút dịch rồi mới tiến hành thông ống mật. Hiện giờ đang nằm tại phòng hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bình Dân, thông báo mọi người rõ và sẽ cập nhật mọi thông tin về tình hình sức khỏe của Bắc Hải đến với mọi người nha, nam nghệ sĩ chia sẻ. Ngày 1 tháng 3, đạo diễn Lê Quốc Nam cũng đăng tải hình ảnh đồng nghiệp trên giường bệnh. Có thể thấy nam diễn viên hài trông tương đối gầy gò, khá mệt mỏi sau một tuần nhập viện. Tuy nhiên, sức khỏe đã được cải thiện sau 2 lần rơi vào hôn mê. Hình ảnh ngày hôm nay, sức khỏe Bắc Hải đã được cải thiện hơn, cho dù vẫn mê man vì thuốc của những liệu trình điều trị, nhưng mình nói chuyện thì vẫn nghe và ráng rướn mắt lên để nhìn. Tóm lại là vẫn nhiều chuyện, trung bình một ngày lấy máu xét nghiệm khoảng 3 lần, nước biển và nước đạm vẫn vô liên tục, ráng lên. Lê Quốc Nam tiết lộ tình trạng hiện tại của nghệ sĩ hài Bắc Hải. Vợ nam diễn viên cho biết thêm, Bắc Hải có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng, hai chân sưng từ một tháng trước. Tuy nhiên, anh không đi khám mà chỉ tự ý mua thuốc uống. Khi hay tin nam diễn viên hài bị bệnh nặng, nhiều đồng nghiệp đã chung tay giúp đỡ. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Lê Quốc Nam đăng tải bài viết kêu gọi hỗ trợ đàn em. Theo chia sẻ của vợ Bắc Hải, cuộc sống của cả hai gặp khó khăn. Suốt 2 năm qua, do ảnh hưởng dịch, anh hầu như không có show diễn. Hai vợ chồng mưu sinh bằng việc bán trái cây. Thu nhập bấp bênh, vợ chồng tôi còn nuôi con nhỏ nên cuộc sống khó khăn. Do vậy, tôi buộc phải kêu gọi sự giúp đỡ của các anh chị nghệ sĩ. Hiện tại, tôi nhận được khoảng 30 triệu đồng, trong đó chị Việt Hương gửi 20 triệu đồng. Các nghệ sĩ Bình Tinh, Huỳnh Tiến Khoa, Đoan Nguyễn, Kim Đào cũng hỗ trợ anh, cô nói. Diễn viên Bắc Hải bắt đầu đi diễn từ thập niên 1990. Anh được khán giả biết tới khi tham gia nhóm hài cùng Bảo Trung, Hồng Tơ. Trong đó, tiểu phẩm Thầy Bói Hết Thời kết hợp với Hồng Tơ được yêu thích. Sau này, khi sân khấu hài thoái trào, anh chủ yếu diễn ở các tỉnh miền Tây.